Ngọc Diệu xin chào quý khán giả của chương trình Chuyện học đường số đầu tiên của năm Canh Tý 2020 và xin được giới thiệu đến quý vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Thị Lan Phương. Chào Ngọc Diệu, chào quý khán giả. Xin chào cô Lan Phương, chúng ta vừa có những ngày nghỉ Tết thật sự rất là ấm áp và ý nghĩa. Không biết riêng đối với cô Lan Phương thì sao ạ? Tết là cái khoảng thời gian mà chúng ta được chăm chút cho gia đình nhiều hơn. Và các thành viên trong gia đình quây quần về và gặp nhau, kể cả những người từ xa nữa. Thì đó là khoảng thời gian thật sự ý nghĩa và rất là hạnh phúc đối với mình. Tết đối với người lớn là chúng ta được họp mặt cùng gia đình, cùng với bạn bè thân yêu. Còn Tết đối với trẻ con thì điều mà các con rất là mong chờ đó chính là được người lớn mừng tuổi bằng những cái phong bao lì xì đỏ chót. Thưa cô Lan Phương, mừng tuổi cho người già hay lì xì cho con trẻ đều là một cái nét đẹp văn hóa mỗi khi Tết đến xuân về của người Việt của chúng ta. Đây được xem là một biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc mỗi dịp năm mới đến. Ý kiến của cô Lan Phương thì như thế nào ạ? Cái phong tục mà lì xì á, của người Việt Nam chúng ta nó bắt nguồn từ cái hồi mà mình còn sử dụng cái tiền xu á, thì là người lớn sẽ sâu thành một cái chuỗi như hình một con rồng á, cái biểu tượng của nó là xua đi tà ma và những cái không may mắn, để cho trẻ em sẽ được khỏe mạnh, ngủ ngon, ăn ngon và sẽ có những lớn lên một cách tốt nhất á. Thì đó là cái phong tục từ hồi xưa, rồi sau đó thì nó mới chuyển thành là bỏ tiền vào trong những cái bao lì xì như bây giờ. Cho dù là cái hình thức nó có thay đổi đến như thế nào đi chăng nữa thì cái nội dung và cái hàm ý của chúng ta mong muốn dành tặng cho con trẻ đó là sẽ tặng cho con cái sự may mắn, cái điều mà tốt đẹp nhất đến cho con trong dịp năm mới để con có thể trưởng thành được tốt hơn. Khi mà người lớn chúng ta trao cho các con những cái phong bao lì xì đỏ chót thì luôn luôn mong có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp sẽ đến với các con trong năm đó. Không biết đối với các con thì các con sẽ suy nghĩ như thế nào về cái việc mà nhận những cái phong bao lì xì đó của người lớn? Thì ngay sau đây Ngọc Diệu xin mời cô Lan Phương cũng như là quý vị khán giả theo dõi clip ngắn sau. Lì xì là mình được người khác trao tặng một bao lì xì màu đỏ như là một niềm may mắn của họ đối với mình. Tiền lì xì con sẽ để mua sách, mua vở và một số đồ chơi hoặc là gửi tiết kiệm. Lì xì đó chính là người lớn tặng tiền cho trẻ em vào một cái phong bì màu đỏ, kèm với lại lời chúc của người lớn là trẻ em sẽ có nhiều may mắn hơn và học giỏi hơn và thành công hơn vào năm mới. Lì xì năm mới giống là một cái lộc cho các em học sinh cũng như là cho các đứa trẻ. Và đối với em thì tiền lì xì thì nó cũng sử dụng rất là nhiều việc, nhưng mà em nghĩ là tiền lì xì năm mới này thì em sẽ tiết kiệm để có thể là mua được nhiều món đồ mình cần thiết và phục vụ cho nhu cầu học tập của mình. Tiền lì xì cũng như là một cái điều may mắn mà mọi người dành cho nhau vào ngày đầu năm mới. Giống như người lớn dành những lời chúc cho con nít thì theo em nó như một lời cầu nguyện cho mọi người. Vì vậy là tiền lì xì thì em thường để dành ở trong heo đất để mai mốt phục vụ cho nhiều cái công việc ở trong tương lai hơn. Theo con thấy thì tiền lì xì hàng năm thì con nghĩ là đó là như là một cái may mắn để người lớn dành cho trẻ con. Thì con hàng năm bình thường thì con cũng được khá tiền lì xì, và thường thì con sẽ dùng cái tiền lì xì đó và gửi lại cho mẹ con để mẹ có thể giúp con đóng những cái tiền học phí vào năm sau. Theo con thấy thì nếu mà người lớn đưa cho con nít một số tiền lì xì lớn như thế thì con nghĩ là họ có một cái gọi là mong ước rất là nhiều về đứa trẻ đó. Và tại vì thường là nhà con có 3 chị em lại, cho nên là cái số tiền lì xì của tụi con cũng không có được nhiều, nên con thường là sẽ bỏ vào heo đất. Thứ nhất là tiền này là tiền chung của 3 chị em, cho nên là tụi con thường sẽ cùng nhau kiểu sau này, xong mà tụi con trưởng thành rồi thì sẽ chia đôi, chia 3 ra cho cả 3 đứa dùng chung luôn trong việc học tập. Thưa cô Lan Phương, những chia sẻ vừa rồi của các con cũng hết sức là dễ thương. Mỗi một em thì có một cái suy nghĩ khác nhau về ý nghĩa của các phong bao lì xì, và không phải em bé nào thì cũng có thể hiểu được lì xì có một cái ý nghĩa là đem lại may mắn, tài lộc cho cả một năm. Vậy thì không biết rằng các bậc phụ huynh của chúng ta nên làm như thế nào để giúp cho con hiểu được ý nghĩa của lì xì, cũng như là khi nhận các cái phong bao lì xì của người lớn thì các con cần có những cái biểu hiện ra sao? Trong tất cả mọi việc chúng ta nên có sự giải thích cho con trẻ về cái ý nghĩa của những cái phong bao lì xì. cũng như là những cái khoản tiền ở trong cái phong bao lì xì đó. Tùy vào từng cái độ tuổi thì nó sẽ có những cái sự giải thích khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như là đối với những cháu còn bé thì sẽ nói với cháu như là một cái câu chuyện cổ tích hồi xưa đó. Với những cái cháu mà lớn tuổi hơn á, cái độ nhận thức cao hơn thì có thể là mình có thể nói ngắn gọn hơn và đi ngay vào vấn đề. Nhưng cho dù là như thế nào chăng nữa thì nó phải có bao hàm cái thông điệp và ý nghĩa của nó là đem lại sự may mắn cũng như là những điều tốt đẹp nhất đến với con trong năm mới. Thì từ khi mà con hiểu được thì cái sự tôn trọng và trân trọng những cái mà người ta dành cho mình nó sẽ được tăng cao hơn rất nhiều. Ngọc Diệu thấy trong thực tế là có khá là nhiều các em nhỏ nhỏ khi mà người lớn lì xì mừng tuổi cho các con, cái là các con có thể là đứng ngay đó hoặc là chạy chơi một chút, thế là móc phong bao lì xì ra, rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ. Xin cô hãy tư vấn thêm về điều này ạ. Thật ra thì có một cái điều này mà có lẽ là chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút, đó là dạy cho con biết cách xử lý khi nhận phong bao lì xì. Đó là cả một sự tôn trọng đối với người mà người ta dành tặng cho mình. Cũng có những người người ta sẽ cảm thấy là bị tổn thương khi mà con xé ngay bao lì xì ra và cầm cái số tiền trong đó và đưa cho bố mẹ mình. Hay là thậm chí là có những gia đình là người ta còn cổ vũ cho cái việc đấy. Thế tức là người ta cảm thấy rất vui, như là đưa tiền, bây giờ con mang cái tiền này đưa cho bố hay là đưa cho mẹ đi. Thì lúc đấy nó không còn ý nghĩa là cái bao lì xì đem lại sự may mắn nữa, mà người ta giống như một trò chơi ấy, là con thương mẹ hơn hay con thương bố hơn thì con sẽ đem tiền đến cho người đó. Thì đó là cũng là một trong những cái mà khi xử lý cái tình huống khi nhận tiền lì xì cũng sẽ làm cho cái người mà người ta tặng mình, người ta sẽ cảm thấy hơi buồn một chút. Qua chia sẻ vừa rồi của cô Lan Phương thì Ngọc Diệu thấy rằng là cái việc hướng dẫn cho con cái cách mà để đón nhận cái tiền lì xì như thế nào quả thật là cũng rất là quan trọng. Thế nhưng song hành với cái điều đó thì cái việc mà sử dụng cũng như là quản lý cái tiền lì xì của con như thế nào nó cũng hết sức quan trọng với cô Lan Phương. Ngọc Diệu nói hoàn toàn chính xác, bởi vì là có lẽ là không phải bây giờ mà ngay từ hồi xưa khi mà nhận được những khoản tiền lì xì á, nó cũng không biết là mình sẽ phải sử dụng như thế nào, và cũng không được bố mẹ giải thích là con nên để tiền ở đâu hay là con sẽ phải làm gì hoặc là con sẽ sử dụng bao nhiêu. Thì như thế là bố mẹ cũng không nói với con, và thậm chí nó sẽ đem lại đôi khi có cái sự ấm ức cho con trẻ. Nói về cái việc sử dụng cũng giống như là quản lý cái tiền lì xì của con thì không phải là gia đình nào cũng giống như gia đình nào. Cô Lan Phương có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này không ạ? Giống như Ngọc Diệu nói là không phải gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế giống như nhau. Chính vì vậy mà nếu những gia đình mà có điều kiện một chút á, thì có thể là sẽ dành toàn bộ cái số tiền đó để cho con tự sử dụng theo ý của mình. Nhưng ngược lại, có những gia đình người ta sử dụng cái tiền lì xì của con như một khoản thu nhập của gia đình trong năm mới. Nhưng mà nó cũng có một chút buồn cho con, tức là ba mẹ không có giải thích được cho con hiểu là cái điều kiện kinh tế của nhà mình như thế và bố mẹ sẽ sử dụng cái số tiền này để làm gì. Cái tâm lý của trẻ em, cái gì mà được tặng, được cho thì là rất là thích, rất là quý và muốn giữ cái đó cho riêng mình. Nhưng mà đến khi mà ba mẹ lại không cho cái món quà đó là của con mà không dành cho con á, mà lại là giữ và dành cho những cái việc khác. Nhưng mà cháu cũng không hiểu được cái ý nghĩa của cái việc mà bố mẹ sử dụng cái đó là như thế nào thì cũng làm cho cháu sẽ buồn. Vậy thưa cô Lan Phương, vậy thì không biết rằng là con trẻ ở độ tuổi nào thì các bậc phụ huynh của chúng ta nên cho con toàn quyền quyết định về cái khoản tiền lì xì của con? Người lớn hay trẻ con thì cũng thế. Nếu như chúng ta nhận được món quà gì thì chúng ta cũng sẽ rất thích cái món quà đó, sẽ thuộc về mình. Và đúng chính xác là khi được tặng thì đó là của mình. Cho nên ở độ tuổi bao nhiêu thì có lẽ là chúng ta sẽ không nói ở độ tuổi bao nhiêu. Bởi vì có những cái bé sơ sinh á, thì khi mà bé vừa chào đời thì cũng đã nhận được những cái khoản tiền may mắn lì xì của người lớn dành cho, thậm chí là càng bé thì lì xì lại càng, cái giá trị nó càng cao hơn, đúng không Ngọc Diệu? Đúng không? Chúng ta không nói về cái độ tuổi mà chúng ta nói về cái chúng ta sẽ giữ cho trẻ như thế nào và giải thích cho con là con sẽ phải sử dụng, con sẽ phải giữ cái tiền đó như thế nào và con sẽ xử lý cái khoản tiền của mình ra sao và để làm gì trong từng thời điểm. Ví dụ chẳng hạn như là con 4-5 tuổi thì có thể là lúc đấy con không biết xài tiền và cái nhu cầu của con nó chưa có, đúng không ạ? Thì khi lớn tuổi hơn một chút, 5-6 tuổi gì đó thì có thể là lúc đấy con nó thích những cái món đồ chơi gì rồi. Thì cái khoản tiền của con không phải là từ 6 tuổi mà từ khi con chào đời ấy, là con đã được lì xì rất nhiều rồi. Với những gia đình có điều kiện thì có lẽ là những cái số tiền như thế ngay từ khi con chào đời đó là đã để trong một cái heo cho con hoặc là mở cái tài khoản cho con. Và sau khi mà con 4, 5, 6 tuổi gì đó con lớn lên mà ba mẹ nói với con là con ơi, đây là số tiền mà ba mẹ đã để dành dùng cho con, giữ dùm cho con từ khi con mới chào đời đến bây giờ. Thì thật sự là khi con nghe được cái điều đấy thì nó thật sự có rất có ý nghĩa đối với con, và đó là điều hoàn toàn hạnh phúc. Người ta nói là cái hành vi nó sẽ tạo lên một cái tính cách cho con người đó, và chúng ta sẽ tạo ra một cái thói quen, một cái văn hóa mới trong cái việc sử dụng tiền lì xì cho con trẻ. Đó là khi mà đứa bé nhà mình á, nhận được cái lời giải thích vừa rồi dành cho con, thì chính con cũng sẽ là người lớn lên và làm những điều tương tự cho những cái đứa con của mình. Và như cô Lan Phương vừa chia sẻ, cũng như là qua clip mà chúng ta vừa theo dõi, thì có một số bậc phụ huynh là sẽ mở một cái tài khoản để gửi tiền tiết kiệm những cái khoản lì xì của con. Theo cô Lan Phương thì cái việc làm đó là nên hay là không nên? Thật ra cái việc mà giúp con giữ tiền đó, đó là một cái rất là văn minh của các bậc phụ huynh, mà có lẽ chúng ta nên cùng nhau làm chuyện đấy. Tại vì nó là một cái nét văn hóa đẹp. Tôi nghĩ là những gia đình hay những bậc phụ huynh làm được những cái điều đó thì là những người có một cái tư tưởng nó rất là mới. Cái vị phụ huynh nào mà làm cái điều này thì cái vị phụ huynh nó quá thông minh. Cái thứ nhất là có thể giữ được tiền cho con, cái thứ hai có thể kiểm soát được cái việc sử dụng tiền của con, cái thứ ba là nó như một khoản tiết kiệm để dành đến khi con 18 rồi. Và tôi nghĩ là số tiền đấy nó không có phải là ít đâu nha. Cho nên là tôi thấy cái đấy nó rất là hay. Bằng cái cách này hay cách khác giúp con giữ tiền và quản lý tiền của mình và dạy con cách sử dụng tiền, thì đó là một cái nét rất văn minh. Có thể nói rằng là cái cách mà giữ tiền cho con thông qua tài khoản thì cũng rất là phù hợp với giai đoạn hiện nay. Và thưa cô Lan Phương, thì cái việc làm ý nghĩa nó còn được thể hiện là một số trường á, là khuyến khích các con là hãy chia sẻ các khoản tiền lì xì của các con đi, thông qua lớp, thông qua trường, rồi đi làm những cái việc từ thiện ở các cái trung tâm cơ nhỡ trẻ mồ côi, để các con có thể hiểu rõ hơn, cũng như là chia sẻ đi các khoản tiền lì xì của mình cho các bạn khác nữa. Một việc làm mà theo Ngọc Diệu là rất là ý nghĩa, còn không biết là theo cô Lan Phương thì như thế nào ạ? Tôi đồng ý với Ngọc Diệu về chuyện là sử dụng cái tiền lì xì của con để mà chia sẻ với những bạn khác có hoàn cảnh khó khăn, thì đó là một cái nét rất là đẹp trong cái nét văn hóa của chúng ta. Nhưng có một cái vấn đề ở trong cái chuyện đó, tức là bản thân của con có hiểu được ý nghĩa của cái việc con đang làm hay không. Tôi cũng thấy có những cái trường hợp khi mà mang cái số tiền đó đến để mà gọi là chia sẻ sau Tết á, là lì xì và tặng các bạn khác, thì có cháu cũng không vui. Còn có cái thứ hai là có cháu thì sẽ làm như một nghĩa vụ, bởi vì là sau Tết ai cũng phải làm như thế, toàn trường phải làm như thế, thì bản thân cháu cũng nghĩ là cháu cũng phải làm vậy. Cho nên ở đây nó phải có sự giải thích với con, cho con hiểu là cái khi con sử dụng tiền này để chia sẻ với các bạn, để tặng cho những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là những cái bạn khác không được may mắn giống như mình, thì nó có ý nghĩa và đem lại hạnh phúc như thế nào với những người đó. Thì khi cháu làm như vậy, cái thứ nhất mình sẽ tạo ra một cái sự nhân đạo trong tâm hồn của con từ bé. Cái thứ hai là cho con hiểu một cách minh bạch về cái việc mà cái món quà của con được tặng lì xì đó là được đem dùng vào việc gì và nó có ý nghĩa ra sao. Cái đó nó hoàn toàn nó vô cùng là quan trọng đối với cái tâm lý của trẻ. Nó là một những cái bước đệm đầu tiên trong cuộc sống để cháu sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn bằng những cái suy nghĩ và những hành động về những cái việc mà mình đã giải thích cho cháu như vậy. Xin được cảm ơn cô Lan Phương. Kính thưa quý vị, qua những chia sẻ của cô Lan Phương trong chương trình Chuyện học đường ngày hôm nay, thì Ngọc Diệu hy vọng các bậc phụ huynh của chúng ta có thể giúp cho con của chúng ta hiểu rõ hơn về cách mà con tiếp nhận cái đồng tiền lì xì từ những người thân thiết của chúng ta, cũng như là việc quản lý sử dụng tiền lì xì như thế nào, xem như đó là một cái bài học đầu đời của các con trong việc sử dụng tiền của chính các con. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện học đường cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.